Hello, hello, rất là vui là bạn chị nhà đầu tư trong cái video tiếp theo của Đạt Capital Stock Finance, Đạt Capital chúng tôi số 2, 02, số 1. Và cũng rất là mong anh chị cho em xin 5 giây dừng lại, anh chị cho em xin một comment, một like và một đăng ký kênh. Nếu trường hợp anh chị có những anh chị nào chưa biết đến kênh em thì có thể nhờ anh chị share giùm để khi mà cần hỗ trợ thì em có thể hỗ trợ trực tiếp những anh chị đó. Ok, thì anh chị cứ nhắn qua cái số Zalo của mình thì mình sẽ hỗ trợ anh chị 24 trên 7 nha. Trở lại với thị trường chứng khoán ngày hôm nay thì vẫn là một cái kịch bản đi ngang của VN-Index, tuy nhiên nó là một phiên gọi là tàu lượng anh chị bị bán khá là mạnh sau thời điểm 10 giờ. Đó, bị bán khá là mạnh sau thời điểm mà vừa sau đó thì anh chị thấy có một cái bên trái nè bị bán sau 10 giờ và sau đó thì nó lại kéo khá là mạnh vào cái phiên phiên chiều, nó bị kéo khá mạnh vào cái phiên chiều. Thì những thông tin này thì mình sẽ đang tổng hợp ở trên web là Finda nha anh chị. Trở lại với thị trường chứng khoán ngày hôm nay thì chúng ta để ý và chúng ta thấy rằng là một số cổ phiếu ngân hàng có dòng tiền vào và một số cổ phiếu penny lại là những cái cổ phiếu bắt đầu cho một cái sóng tăng, bắt đầu cho một sóng tăng. Tuy nhiên thì penny nó khá là rủi ro, mà chúng ta phân tích kỹ thuật thì chúng ta cũng rất là khó đánh đó, cho nên là mình không phân tích kỹ thuật những dòng cổ phiếu penny. Nếu theo kỹ thuật thì nó đang là cho một xu hướng uptrend, tuy nhiên chúng ta cũng phải hết sức cẩn thận trong giai đoạn này khi mà những cổ phiếu blue chip gần như là không tăng là cái thứ nhất. Cái thứ hai là những cổ phiếu mid cap thì tăng đang xen và những cổ phiếu penny thì bắt đầu vào một cái sóng. Thì như vậy thị trường nó đang có phải là một cái hồi kết không, và cái mốc 1080 có phải là mốc tử thần hay là một cái mốc mà chúng ta có thể gom hàng được, thì mình cũng sẽ phân tích ở trong cái video ngày hôm nay. Trở lại với thị trường chứng khoán thì chúng ta để ý và chúng ta thấy VN-Index VN-Index của chúng ta ngày hôm nay thì nó cũng biến động cũng không quá nhiều là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì chúng ta đi qua nước ngoài thì chúng ta đi qua một cái biểu đồ của nhà đầu tư nước ngoài, thì những cái biểu đồ này á thì chúng ta tổng hợp ở trên Finda thì nó sẽ tốt hơn là ở trên Finance. Thì chúng ta đi qua 6 tháng đi, 6 tháng thì từ những cái thời điểm mà đầu năm đúng không, từ thời điểm mà tháng 11, tháng 12 đến bây giờ, tại đây từ thời điểm mà 12 tháng từ 12 nè từ 12 tháng 2 đến thời điểm mà 29 tháng 5 đó, thì chúng ta để ý là một cái biểu đồ khối ngoại nè, khối ngoại là mua ở những cái vùng giá rất là thấp đúng không, mua những vùng giá rất là thấp và sau đó thì bán khá là mạnh trong những thời điểm mà tháng 5 này, trong thời điểm tháng 5 này bán khá là mạnh. Thì tập trung bán thì ở đây nó cũng có một cái giao diện để chúng ta nhìn thấy là mua bán bao nhiêu đúng không. Thì HPG là nó mua ròng, là những thời điểm mà 6 tháng qua là mua ròng là 4,3 ngàn tỷ đúng không, 4,3 ngàn tỷ đó. Còn những cái cổ phiếu giống như XTI cũng mua là 1,36 nghìn tỷ nè đúng không, VIC cũng mua, Vinhome cũng mua đó. Thì đó thì chúng ta sẽ để ý và chúng ta thấy là đa phần là có ngoại mua vào những cái cổ phiếu mà blue chip, thì trong đó là bán mạnh là Vinamilk, bán mạnh Vinamilk 1,3 nghìn tỷ đúng không, Đạm Cà Mau bán 300 năm mấy tỷ. Thì đa phần là những cái con mà giống như ngành phân bón này nó đã bắt đầu rồi vào cái giai đoạn down rồi, nó bắt đầu nói chung là nó down từ những thời điểm mà nó được gọi là những cổ phiếu chu kỳ. Mà khi là những cái cổ phiếu chu kỳ thì nó down như vậy thì chúng ta sẽ không nên bắt đáy anh chị em, chúng ta nên chọn những dòng cổ phiếu khác để chúng ta mua ở đó. Đầu tư công thì chúng ta có VCG, VCG cũng mua 300 tỷ nè đúng không, mình coi thêm một số cổ phiếu khác hay giống như C2 thì cũng mua 105 tỷ. Đa phần là có ngoại mua cũng khá là nhiều đây, những cổ phiếu thép thì cũng được mua khá mạnh như Hoa Sen cũng có một cái sự mua nè, mua BOW thì cũng mua 1.000 tỷ nè đúng không. BOW thì chúng ta đi qua tự doanh đi, tự doanh thì chúng ta coi 6 tháng qua nha, 6 tháng qua thì chúng ta đi qua 6 tháng qua thì chúng ta thấy là 6 tháng qua cái tổng hợp là từ ngày 7 tháng 12 nè đến bây giờ thì nói chung là mua bán cũng không nhiều. Tự doanh thì ở đây thì mua khá là mạnh cái cổ phiếu mà ACB anh chị ha, đa phần thì mua ACB là nhiều. Đó, chúng ta đi qua dầu khí rồi. Dầu khí thì mua BVD đa phần thì mua cũng ít lắm chị, tại vì anh chị tại vì có 6 mấy tỷ thôi cũng không không đáng là bao đúng không. Đó thì chúng ta đi qua tổng hợp một số ngành này. Cũng khá là hay đấy, hay đây. Nói chung thì cũng khá là thấp chứ không nhiều. Thì ok, thì đó là một số view của mình về thị trường, này ngày hôm nay. Qua cái bên nữa thì chúng ta thấy là thị trường chứng khoán thì ngày châu Á thì ngày hôm nay có Nhật Bản là cũng tăng gần là 260 điểm nè. Đây Nhật Bản thì cũng tăng 260 điểm. Dow Jones thì đang đi ngang đúng không, Nasdaq thì cũng đang đi ngang.
thị trường chứng khoán mà đây chúng ta đi qua đây chúng ta dễ nhìn hơn nè. Châu Âu thì ngày bây giờ mở cửa thì cũng cũng xanh đúng không, 1%. Ở đó thì nó kỳ vọng, nó đang kỳ vọng vào cái việc mà bỏ phiếu của nợ công của Mỹ vào ngày 5 tháng 6, ngày 5 tháng 6 là Thượng viện thông qua anh chị ha. Ok, trở lại với phân tích kỹ thuật của VN-Index thì ngày hôm nay mình sẽ đi chuyên sâu hơn về VN-Index nhiều hơn là đi chúng ta đi từng mã nha, từng mã thì ngày hôm nay thì chúng ta đi chuyên sâu hơn. Thì ở đây thì chúng ta đi qua cái VN-Index thì đầu tiên thì chúng ta sẽ thêm một tín hiệu nữa đi. Thêm một cái tín hiệu ở đây. MACD đi. MACD đi ha. Đây. MACD thì nó vẫn đang ở một cái kịch bản khá là hấp dẫn đúng không anh chị? MACD nó đang ở một kịch bản khá là hấp dẫn. Tuy nhiên là nó đang gặp một cái kháng cự nè. Quanh cái vùng 6 này nó đang có một cái kháng cự quanh 6 thì quanh quanh cái vùng mà 1080 nè. Quanh cái vùng mà mình đi zoom lớn lên cho anh chị dễ nhìn nha. Quanh cái vùng là 1080 thì ở đây chúng ta để ý và chúng ta thấy có một sự gì ạ? Thứ nhất là mình phải chú ý như vậy nha, mình phải chú ý như vậy. Cái vùng này nếu trường hợp mà nó rút chân và trong những cái phiên tới mà nó vượt được 1080 thì như vậy 1080 của những cái kháng cự trước đó nó sẽ trở thành hỗ trợ và như vậy là thị trường nó sẽ tăng khá là mạnh đúng không, thì thị trường nó sẽ tăng khá là mạnh đấy. Đây thị trường nó sẽ tăng khá là mạnh khi mà nó lên được ở những cái vùng trên đây. Đây ha, nó sẽ tăng khá là mạnh đấy, khi mà nó vượt được những vùng này nó sẽ tăng khá là mạnh. Còn riêng trong cái giai đoạn này, riêng trong cái giai đoạn này nó đã có 3 phiên rút chân đúng không, 3 phiên rút chân mà đến cái phiên thứ tư, thứ năm, thứ sáu vậy đó mà nó đánh thủng bao nhiêu à, nó đánh thủng 1071 thì chúng ta phải đặt câu hỏi đây chính là một nhịp phân phối của thị trường đúng không. Nó đã có 3 phiên vol to không vượt ra được vùng này và nó đã có những cái sự rút chân để nó gì à? Nó dụ cái cầu vào nè, nó dụ cái cầu vào dẫn đến là cái vol to nè đó, cho nên là nó sẽ đánh gãy vùng này thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải thoát hàng đúng không, nó đánh gãy khỏi vùng 1071 này nè là chúng ta bắt buộc chúng ta phải thoát hàng, tại vì nó đã có 3 phiên ngay tại vùng 1071 nè là rút chân thì ngay tại vùng này chính là một cái điểm cầu vào của dòng tiền đúng không, cầu tiền vào đó, thì khi mà cái dòng tiền nó đã vào trong cái điểm quanh 1071 1072 này mà bây giờ nó còn gãy luôn cộng với cái vol to thì chứng tỏ là một cái lực bán khá là mạnh, thì đây chính là những nhịp phân phối mà chúng ta phải lưu ý nha. Nếu trường hợp mà nó gãy khỏi cái mốc mà 1071 này là hết sức căng thẳng đấy, nó gãy khỏi một cái mốc mà 1071 này á, là chúng ta hết sức căng thẳng nha. Đây chúng ta có một cái vùng vùng này đây, ha, chúng ta phải lưu ý về mỗi kịch bản ngay tại vùng này thì mình để mình lưu lại cái mẫu này ha. Đây mình sẽ lưu lại cái mẫu, thì ví dụ anh chị lưu mẫu thì anh chị cần thì anh chị cứ cứ vào đây nè, anh cứ vào vào đây thì anh chị bấm mở lại cái mẫu thôi ha. Ok thì làm tới đâu thì nó sẽ tự động nó lưu tới đó, phần mềm này thì nó cũng khá là hay đấy. Còn đấy, tại vì khi mà nếu mà trường hợp nó vượt được 1080, nếu mà trường hợp mà nó vượt được 1080 đúng không, nó vượt được 1080 thì chứng tỏ như thế nào, nó đã có hai đáy nè, hai đáy và có thể nói là rất nhiều đáy bên phía đây nữa, cho nên là khi mà nó vượt được thì như vậy là chúng ta vẫn còn cơ hội nha, vẫn còn cơ hội để chúng ta gia tăng cổ phiếu, cho nên là việc mà nó đánh gãy 1071 thì chúng ta phải chạy là cái nhất ha. Còn nó nếu mà trường hợp mà nó không gãy 1071 mà nó vượt được ở cái vùng 1080 thì chúng ta phải tiếp tục chúng ta mua lên, còn nếu không thì chúng ta vẫn tiếp tục chúng ta quan sát. Thì như vậy ở trong cái những cái phiên tới là bắt đầu từ phiên giao dịch ngày mai thì có thể là chúng ta sẽ tiếp tục là chúng ta sẽ đứng ngoài và chúng ta sẽ không mua mới nha, có thể là mình view là từ ngày mai là mình sẽ đứng ngoài và mình không mua mới để chờ thị trường như thế nào và chúng ta ở một cái vị thế là sẵn sàng hàng, nếu trường hợp mà thị trường nó tăng tiếp thì chúng ta vẫn còn những cái cổ phiếu mà chúng ta đang nắm để chúng ta chốt lại là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, nếu trường hợp mà nó đánh nhảy 1071 thì chúng ta có thể là chúng ta chốt bớt vị thế ra, chúng ta chốt bớt vị thế ra thì như vậy chúng ta đánh cực kỳ an toàn anh chị, phải nói là cực kỳ an toàn, và cho dù thị trường nó có đi về đâu đi chăng nữa thì tài khoản của chúng ta chỉ mất tiền rất là ít khi mà nó đau và chúng ta sẽ kiếm được khá là nhiều tiền khi mà thị trường nó tăng đó. Còn việc mà hâu mà đòi x2 x3 này kia các kiểu thì ok cứ vứt đó thôi, cứ mua vứt đó ngay tại thời điểm này, mình khuyên anh chị cứ mua vứt đó,
sau đó đi làm gì đó 2-3 năm mà mở app ra thì như vậy mới được. Còn còn anh chỉ cứ hâu và mới mua về hàng về mà chưa về đã lỗ 2% hoặc là lãi 1-2% là đã sốt ruột rồi, thì như vậy rất là khó, mình đảm bảo rất là khó để hâu dài được nha. Cho nên là trong giai đoạn này thì mình đánh mình không hâu đâu, mình đánh thì chủ yếu là tại vì khi mà cái tiền của mình á, là phải hoạt động liên tục, cho nên là mình đánh á, mà hâu á, nhiều khi là mình lỗ 20-30%, thậm chí 40-50%, mà đến khi có những cái tin xấu về doanh nghiệp thì chúng ta phải bắt buộc chúng ta phải mua thêm. À, đó, nếu chúng ta tin tưởng vào doanh nghiệp giống như HBG nó ra những cái tin xấu thì chúng ta bắt đầu đóng cửa những cái lò cao, đúng không? Anh chị thấy là từ điểm 12, 13 đó, 14 đóng cửa lò cao này nọ xong nó tạo đáy luôn đó. Cho nên là chúng ta phải để ý và chúng ta thấy à, chúng ta cần bình quân khi mà nó ra những cái tin xấu đó thì chúng ta mới kiếm tiền được. Còn mua hâu rồi xong rồi đến giai đoạn này một số anh chị của mình nè, mua cái cổ phiếu GEX nè, đúng không, 19, 20, 21 gì đó mà hâu rồi đến khi mà nó về 10 đến ngày mà cũng không bình quân thì dẫn đến nay lên 16 thì vẫn chưa về bờ đó. Thì nó là như vậy, đầu tư thì chúng ta cảm giác là nó sẽ rất là chán nản. Nếu trường hợp đầu tư mà mình gặp trúng những cái trường hợp mà mình không giao dịch như vậy thì mình sẽ bị mất rất là nhiều những cái cơ hội sắp tới nha anh chị ha. Đó là một số view và nhận định của mình về VN30 và VN Index nha. VN Index và VN30 chủ yếu là chủ đạo vẫn là VN Index nha. Tuy nhiên thì chúng ta quay qua VN30 á, thì chúng ta thấy là nó đang nằm ở giữa cái vùng gì ạ? Nó đang hôm nay thì tiếp tục nó chạm về vùng 1060 nè, và nó rút chân, đúng không, nó chạm 1060 nó rút chân đây. Những cái con này mà hôm nay thì nó chạm về 1060 đây, nó chạm 1060 nó rút chân thì nếu trường hợp mà nó gãy khỏi vùng này nè, chúng ta phải đặt câu hỏi liền, VN Index mà nó gãy khỏi vùng này, đúng không, nó gãy khỏi vùng 1057 58 60 đi, nó gãy khỏi vùng này thì chứng tỏ như thế nào? Chứng tỏ những cái cụm mà trên đây là lại là những cụm phân phối, đúng không, lại là những cụm phân phối, tại vì nó đã có một cái nền quanh cái vùng bao nhiêu 1075 và 1060. Nếu trường hợp mà nó đánh gãy khỏi vùng này thì chúng ta phải lưu ý là đây là một nhịp phân phối và chúng ta phải thoát hàng đó. Còn bắt hay không thì chúng ta phải chờ ở những cái đáy bên dưới nè, chúng ta phải chờ những cái đáy bên dưới này cho nên là khi mà nó có nến rút chân, đúng không, tại sau đó nó tiếp tục nó có một cái nến rút chân thì cái cây nến này nè, cây nến nó xanh này nè, chính là một cái cây nến mua khá là đẹp, đúng không. Cây nến xanh này là một cái cây nến mua khá đẹp và mua ngay tại cây nến này chắc chắn là lãi rồi. Cho nên chúng ta đâu có cần vội gì mà khi mà trường nó rơi như vậy mà chúng ta nhảy qua chúng ta bắt đáy, như vậy chúng ta sẽ bị cục tay đấy chứ không phải là đơn giản đâu. Cho nên là mình vẫn nhắc anh chị là chúng ta giai đoạn này chúng ta hết sức cẩn thận nha, hết sức cẩn thận về VN Index và VN30. Ngày mai là chúng ta bắt đầu là chúng ta ngưng giao dịch nha, ngày mai là bắt đầu là ngưng chiều mua nha, bắt đầu là mình thấy là ngưng chiều mua được rồi. Tuy nhiên nếu trường hợp mình cầm được những cổ phiếu tốt thì mình cứ cầm thôi, không quan trọng VN Index nó đi như thế nào. Điển hình như một số cổ phiếu mà mình đang thấy có thể là nó sẽ còn tăng nè, giống như HAG, một cái chạc khá là đẹp, đúng không, một cái chạc đang khá là đẹp và trong một cái xu hướng tháng của nó thì nó đang test lại ở vùng mà 8.3 này. Con này mà chỉ khi mà nó vượt được 8.3 thì tiền vào khá là mạnh. Và anh chị lưu ý là ngày hôm nay thì chúng ta thấy những cái cổ phiếu mà Penny á, nó lại có một cái sự tăng giá khá là mạnh. Đây, những cổ phiếu mà Penny ngày hôm nay chúng ta đi qua sàn HOSE nha. Anh chị thấy không, những cái cổ phiếu mà giống như thanh khoản nó rất là thấp như DXS nè, đúng không? DXS, ITA, Long Giang Land nè ha. Vinasun, đa phần là những cổ phiếu này. TTF rồi nè, anh chị thấy không, những cái cổ phiếu này thì nó tăng khá là mạnh. Cộng với những cái vol to, nếu như vol to ngày hôm nay thì chúng ta thấy TTF là khớp lệnh 17 triệu cổ. Đây, chúng ta mở qua TTF nha. Thì con này thì mình đánh giá là khá là đẹp. Thứ nhất là cái giá của nó đang vùng đáy nè, 4, nhiều giá 4 giá 5 là đang vùng đáy nè. Và cái chạc tuần của nó, anh chị lưu ý là một cái chạc tuần của nó là đang dấu hiệu là tăng nè, đúng không, tăng khá là đẹp. Thì có thể là nó sẽ kỳ vọng là có thể là TTF nó có thể là nó lên được vùng giá 7 đó, rất có thể kỳ vọng có thể là nó sẽ lên được vùng giá 7 đó. Cho nên cầm hàng những con này thì chúng ta chưa nên chốt vội nha. Long Giang lên như thế nào, review dùng Benny một xíu thôi. Hôm nay khá là đẹp thì có thể là nó sẽ lên được 5.9 đấy. Benny như vậy là Benny cũng còn sống đấy anh chị, Benny vẫn còn sống nha. Quốc Cường thì tăng khá là mạnh rồi cho nên là cũng rất là khó để review ở đây, bấm qua một cái chạc của Quốc Cường đây, đúng không, chạc của Quốc Cường thì hôm nay thì chúng ta thấy là nó tăng khá là mạnh nè, tăng từ thời điểm mà giá 4 mà lên 7 trong vòng mà 2 tuần cũng khá là mạnh đấy. Cũng ít hai là những cổ phiếu mà JVC,
GVC thì hôm nay chúng ta thấy là GVC, anh những con này chắc chắn là nó còn tăng tiếp đúng không? Chạc đóng như vậy thì cũng khá là đẹp. Còn những cái cổ phiếu mà giống như DLH thì đang có dấu hiệu chốt lời để thoát hàng anh chị. À, mặc dù ngày hôm nay mình bán được cũng được, nhưng mình bán được giá trần anh chị ha, mình bán được giá trần nhưng mà mình cảm thấy là con này vẫn còn tăng. À, cho nên là mình vẫn kỳ vọng có thể là tăng thêm để cho nhiều anh chị còn cầm hàng có thể kiếm được lãi ha. Còn riêng bản thân mình trong giai đoạn này thì mình sẽ tập trung mình đánh chủ yếu là VBank nè. À, VBank mình đang thấy những tín hiệu khá là đẹp khi mà nó vượt ra ngày hôm nay. Ngày hôm qua thì nó bị gãy khỏi cái đường MA đúng không? Ngày hôm qua thì có những phiên mà nó gãy khỏi là MA20. Ở sau đó thì hôm nay là nó tạo quanh một cái đáy nè, nó tạo đáy và nó có một cái sự test lại ngay vùng này. Thì VBank mình kỳ vọng vào một nhịp tăng khá là ngon đấy. Có thể là nó sẽ lên, trước mắt thì nó sẽ lên nó test lại vùng 20 này. À, sau đó thì có thể là trường hợp mà mạnh mạnh tí xíu thì có thể nó sẽ lên được vùng 21. Đó thì chúng ta để ý và chúng ta thấy là đây một vùng 21, đây cũng là một vùng kháng cự khá là mạnh của VBank đúng không? À, đây. Đó thì những con này thì mình vẫn kỳ vọng mình tăng nhiều hơn nha. ACB thì mình không đánh nhưng mà ngày hôm nay thì mình thấy là cái vol cũng khá là mạnh anh chị. Cái vol cũng khá là mạnh cho cái phiên ngày hôm qua. À, ngày hôm nay thì nó chia cổ tức xong nó bị bán xuống. Đó có thể là một số nhà đầu tư họ lăn chốt thì bị bán xuống. EIB thì nó cũng có game nhưng mà ngày hôm nay nó lên được 20.85 thôi. À, con này thì ngày hôm nay thì nó lên được là 20.85, sau đó thì nó lại thụt lại. À, sau đây chị 21.15 sau đó thì thụt lại 20.85. Thì cơ bản nó cứ làm lũi nó đi lên, thì những con này thì mình thấy là chạc khá đẹp và nó còn tăng đấy. Cho nên là chúng ta để ý và chúng ta lưu ý về những cổ phiếu này. OCB thì con này thì ở trong room nè, ở trong room mà thép của mình đúng không? Trong room thép thì mình có view và cái cổ phiếu này ngày 28 tháng 4 là con này dễ dễ đáy đúng không chị? Vậy đấy, nhưng mà cái cách đánh của nó thì khá là khó chịu, cho nên là việc cầm hàng những cổ phiếu này phải nói rất là ức chế. Nếu trường hợp anh chị mua đẹp thì mình thấy MHB nè, MHB thì vẫn còn cơ hội để chúng ta mua được, tại vì cơ bản thì nó gần như là nó không tăng anh chị. MHB là gần như nó không tăng trong một chuỗi ngày downtrend của nó đó, cho nên chúng ta mua chúng ta ăn sóng hồi thì vẫn có thể là chúng ta mua được đúng không? MHB thì có thể là chúng ta có thể là mua được đó. ABB cho mình qua qua một số AB khá đẹp chứ anh chị. AB hôm nay lại bắt đầu tăng rồi nè. Con này thì sau những cái phiên kéo khá là mạnh bị bán xuống và sau đó nó hồi, cho nên là những cổ phiếu ngân hàng thì mình vẫn đánh giá là vẫn còn cơ hội tăng được. Nhưng mà có thể là thị trường nó sẽ điều chỉnh vào những cổ phiếu bất động sản hoặc là chứng khoán, tại vì đã kéo khá mạnh rồi. Cho nên là trong giai đoạn này chúng ta cầm về những cổ phiếu ngân hàng thì khá là ngon. Đất xanh cũng là một cái cổ phiếu mình khá là thích anh chị ha, khá là thích, và ngày hôm nay nó đóng một cái nến khác hoàn toàn so với hai cái cây nến trước. Có nghĩa là ở hai cây nến trước á, là đây chính là một cái sự test là những vùng đỉnh này và gãy đúng không, và sau đó nó tạo ra được một cái sự phân vân, có nghĩa là bên dưới á, cái đội mua là vẫn đang muốn mua lên, còn cái đội trên thì nó vẫn đội sọt á, thì vẫn đang muốn bán xuống. Và ngày hôm nay có một cái sự kéo khá là mạnh vào cái sự ATC, ATC kéo lên 13 15.15, thì con này thì mình vẫn vẫn kỳ vọng có thể là trước mắt thì nó sẽ lên được vùng 17 này nha. Trước mắt nó sẽ lên 17, tại vì những cái con mà giống như DG anh chị thấy không, tăng khá là nóng rồi, nó cứ làm đuổi đi lên này. Ở đó cho nên là đất xanh thì mình vẫn đánh giá và vẫn kỳ vọng nó có thể là nó sẽ tiếp tục là nó tăng được đó. Cho nên là chúng ta cũng có thể là cầm hàng được với cổ phiếu này. Vi vi là con này thì ngày hôm nay có một cái tin tốt và hôm nay tiếp tục lại test lại cái vùng 39, như vậy con này nếu trường hợp nó vượt 39 thì chúng ta mua thêm, mà không chúng ta cứ cầm hàng chúng ta ăn cổ tức khá là ngon đấy. Nó sắp tới đại hội cổ đông cho nên là sắp tới nó phải kéo thôi. Những cổ phiếu này thì chúng ta sẽ lưu ý. HAG thì nãy có một số phân tích rồi đúng không, những con này là đang cổ phiếu nó đang nằm ở dưới nền dưới thì anh chị mua khá là đẹp nè đúng không, mình đang thấy là những cái nền vùng này là có thể là mua được. Thì đó là một số phân tích và nhận định của mình. Thì anh chị lưu ý rằng là về VN-Index nha, mình hôm nay thì mình đang thấy VN-Index rủi ro là có, và như đã phân tích thì nó đã có 3 phiên nó rút chân quanh 1071, thì trong những phiên tới, cụ thể là cái phiên ngày mai hoặc là trong 1 2 3 phiên tới, nó phải vượt 1080 thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta mua tiếp. Còn nếu không vượt thì nó cứ đi ngang vùng này thì chúng ta chỉ nên mua khi mà đỏ mạnh và chúng ta bán khi xanh, có nghĩa là mua chúng ta sẽ mua một phần nhưng mà khi bán thì chúng ta bán, ví dụ như anh chị có 100.000 cổ phiếu đất xanh đi, anh chị mua thì anh chị mua 50.000 nhưng mà khi bán thì anh chị bán 75.000 mua thêm á. Có nghĩa là mình giảm tỷ trọng dần dần khi mà nó dậy, chứ chứ không thể nào mà mua gia tăng hơn được những vùng này là sai nha. Cho nên là vol của nó mặc dù là chỉ báo kỹ thuật đang khá là ngon, MACD đang khá là ngon, nhưng mà hiện nay MACD đang gặp một cái kháng cự quanh cái vùng mà 1080 này.
Rồi đúng không? Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó có ba phiên phân to ngay vùng này, nếu trường hợp nó gãy 1071 thì nó là một cái phiên phân phối rồi. Rồi đó, cho nên là chúng ta phải lưu ý về những kịch bản của VN Index để chúng ta có những cái xu hướng đầu tư cho nó hiệu quả hơn. Ok, thì video của này của mình thì cũng hơi dài và xin kết thúc tại đây. Anh chị cần liên hệ mình và cần những mã cổ phiếu nào mình hỗ trợ tư vấn anh chị được thì anh chị cứ inbox qua Zalo mình nha. Và đừng quên cho em xin một like và một đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong cái video kế tiếp ạ. À.